Xin chào cả nhà, xin mời cả nhà cùng theo Linh và xem chị Ngọc đang làm liệu trình gì ở BB Thanh Mai nhé. Dạ, em chào chị Ngọc, em chào bác sĩ ạ. Dạ, chị Ngọc ơi, hôm nay là mình làm liệu trình gì ở bên em chị ha? Chị đến đây để điều trị nám. Dạ, thì em được biết là trước đây chị Ngọc là sử dụng công nghệ Ultherapy bên em đúng không ạ? Thì chị thấy cái da của mình như thế nào chị? Thì tôi thấy da tôi càng ngày nó càng cải thiện rõ rệt, càng ngày càng đẹp lên. Dạ. Da nó căng mịn nè, đều màu và săn chắc da nữa. Những vết nếp nhăn thì nó giảm rất là nhiều. Dạ, ở đây em thấy là cái phần rãnh cười của chị Ngọc giảm nhiều nè. Cái phần cơ hai bên má cũng nâng lên được nhiều lắm ạ. Dạ, thì bác sĩ có thể chia sẻ cái liệu trình mà chị Ngọc đang điều trị ở bên mình nữa không ạ? Và cũng như là cái tình trạng da của chị Ngọc trước đây ạ. Hiện tại thì để bác sĩ nó có thăm khám rồi thì mình thấy đó là về cái hiệu quả của cái Ultherapy thì cơ nó săn lên rất là tốt. Dạ. Và trong cái thời gian đó thì chị cũng đã có làm một cái phương pháp, đó là điều trị nám bằng cái huyết tương dầu tiểu cầu PRP đó. Thì hiện tại là mình thấy là cái da của chị Ngọc nó sáng hơn, nó đều màu hơn và cái nám nó cũng đã có cái sự cải thiện, nó mờ đi rồi. Thì đây là cái phương pháp rất là tốt cho cái việc mà điều trị nám cho da. Dạ. Thì huyết tương dầu tiểu cầu PRP đó là cái phương pháp, đó là mình lấy cái máu tự thân. Dạ. Tách chiết lấy cái huyết tương mà có nhiều cái tiểu cầu trong đó. Dạ. Sau đó thì mình dùng cái huyết tương đó mình cấy lên lại các cái vùng da nám và cái vùng da nó có sắc tố không có đều màu. Thì sau khi một thời gian mình làm thì bắt đầu da mình bắt đầu nó sẽ có cái sự cải thiện, đó là nó sáng dần lên. Dạ. Nó sẽ mờ cái vết nám đi, da khỏe hơn, nó đều màu hơn và da mình cũng sẽ có cái mật độ da nó sẽ dày hơn. Dạ. Mà cải thiện rất là tốt về cái vấn đề trẻ hóa da và sắc tố trên da. Để có một làn da sạch nám đều màu hơn như chị Ngọc thì mọi người hãy liên hệ vào số hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà vào buổi livestream tiếp theo nhé.